Đem tâm tương ưng với vô tướng để tu tất cả Phật pháp như thế, chắc chắn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Bấy giờ các thiên tử ở cõi dục giới, cõi sắc giới đồng bạch Phật, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát đều phải chứng tri tự tướng cộng tướng của tất cả pháp mới có thể đạt được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mà chỗ biết pháp tướng của các đại Bồ Tát đều vô sở hữu và bất khả đắc. Khi ấy Phật bảo các thiên tử: đúng vậy, đúng vậy, đúng như điều các ông nói, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật rất khó hiểu, rất khó chứng đắc. Thiên tử nên biết ta cũng đang chứng trí tất cả pháp tướng để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mà hoàn toàn chẳng được thắng nghĩa pháp tướng có thể nói. Đây là năng chứng, đây là sở chứng, đây là chỗ chứng, đây là thời chứng, và có thể nói do đây mà chứng được. Vì sao các thiên tử? Vì tất cả pháp rốt ráo thanh tịnh, nên hữu vi hay vô vi rốt ráo đều là không. Do đó quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: như Thế Tôn nói, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chư Phật rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Theo con suy nghĩ thì lời Phật nói có nghĩa là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật đều rất dễ tin hiểu, rất dễ chứng đắc. Vì sao? Vì nếu có thể tin hiểu được, không pháp năng chứng, không pháp sở chứng, không có chỗ chứng, không có thời chứng, cũng không do đây mà có sở chứng, thì có thể tin hiểu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Nếu có chứng tri rằng không pháp năng chứng, không pháp sở chứng, không có chỗ chứng, không có thời chứng, cũng không do đây mà có sở chứng, tức là có thể chứng được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì tất cả pháp rốt ráo đều không, trong chỗ rốt ráo không hoàn toàn không có pháp có thể gọi là năng chứng, có thể gọi là sở chứng, có thể gọi là chỗ chứng, có thể gọi là thời chứng, có thể gọi là do đây mà có sở chứng. Vì sao? Vì tánh và tướng của tất cả pháp đều là không, nếu tăng hoặc giảm đều vô sở hữu và hoàn toàn bất khả đắc. Do nhân duyên này, các đại Bồ Tát đã tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, hoàn toàn vô sở hữu, đều bất khả đắc. Nói rộng cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoàn toàn vô sở hữu, đều bất khả đắc. Các đại Bồ Tát đã quán các pháp hoặc hữu sắc, hoặc vô sắc, hoặc hữu kiến, hoặc vô kiến, hoặc hữu đối, hoặc vô đối, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, đều vô sở hữu và bất khả đắc. Do nhân duyên này, con suy nghĩ, nghĩa lý, lời Phật đã nói là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật rất dễ tin hiểu, rất dễ chứng đắc. Ở trong đó, các đại Bồ Tát không nên bảo rằng khó tin hiểu và khó chứng được. Vì sao? Vì sắc tự tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức tự tánh của thọ tưởng hành thức là không. Nói rộng cho đến trí nhất thiết, tự tánh của trí nhất thiết là không. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Đối với nghĩa tự tánh không như thế, nếu đại Bồ Tát tin hiểu sâu xa, không trái ngược mà chứng, thì liền đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do nghĩa này, con nói quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng khó tin hiểu, chẳng khó chứng được. Khi ấy Xá Lợi Tử bảo Thiện Hiện: cũng do nhân duyên này mà quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chư Phật rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát quán tất cả pháp hoàn toàn không tự tánh, đều như hư không. Ví như hư không, chẳng nghĩ ta sẽ tin hiểu chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Các đại Bồ Tát cũng như thế, chẳng nghĩ ta sẽ tin hiểu chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì tánh tướng tất cả pháp đều là không, bình đẳng như hư không. Các đại Bồ Tát cần phải tin hiểu các pháp đều là không và bình đẳng như hư không, không trái ngược mà chứng, mới đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đại Bồ Tát nào tin hiểu các pháp với hư không, bình đẳng, thì dễ sanh tin hiểu, dễ chứng đắc đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì không có hằng hà sa số đại Bồ Tát khoác áo giáp đại công đức hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mới nửa chừng lại thối lui, nên biết quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Xá Lợi Tử: ý tôn giả thế nào sắc đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói:
Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào, thọ tưởng hành thức đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào, lìa sắc có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào, lìa thọ tưởng hành thức có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào, chân như của sắc có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào, chân như thọ tưởng hành thức có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào, lìa chân như sắc có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào, lìa chân như thọ tưởng hành thức có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào, nếu nói rộng cho đến trí nhất thiết đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào, lìa trí nhất thiết có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào, lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào, chân như của trí nhất thiết có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào, chân như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào, lìa chân như trí nhất thiết có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào, lìa chân như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ý tôn giả thế nào, chân như các pháp nội rộng cho đến cảnh giới bất tư nghỉ